Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 10 đô la cái token Fra. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, Join Airdrop. Sau đó thì join vào group này. Quay trở lại, mọi người join tiếp vào kênh channel. Rồi, sau đó quay lại, join vào group của Pin Starter và quay trở về follow Twitter. Mọi người bấm chọn theo dõi đây cho mình, sau đó quay lại. Chọn Start Done. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ retweet cái bài đăng ở trên Twitter nhé. Sau đó test 5 người bạn, mọi người quay lại Twitter này. Rồi, ở đây thì mọi người kích chọn like cho mình. Sau đó thì mọi người sẽ tag 5 người bạn vào. Ok, ở đây mình sẽ tag thêm 2 người bạn nữa. Mọi người cứ đánh A còng rồi nhập một ký tự nào đó thì mọi người tự ấy nhé. Ai cũng được. Rồi, sau đó chọn tweet lại. Ok, quay trở về này. Rồi, gửi cho nó profile link của Twitter. Rồi, tiếp tục mọi người soi Instagram và gửi profiling này. Chọn theo dõi cho mình. Rồi, sau đó quay trở lại. Mọi người sẽ copy cái này và gửi profiling của Instagram. Tiếp tục join vào Facebook và gửi profiling của Facebook này. Rồi, chọn like này. Sau đó quay trở về trang chủ của Facebook. Mọi người kích chọn vào avatar. Tiếp tục chọn vào dấu 3 chấm. Sau đó thì sao chép liên kết và quay trở về. Gửi vào đây. Rồi, sau đó thì join vào live link key và gửi cho nó profiling. Rồi, mọi người chọn follow này. Sau đó quay trở về trang chủ của Linky này. Đâu rồi? Rồi, gửi vào Linky lại cho mình nhé. Rồi, mọi người bấm chọn vào avatar này, chọn mục view profile. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào dấu 3 chấm đây này. Và bấm chọn vào contact info. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ giữ và copy profile. Quay trở lại. Tiếp theo mọi người join Discord. Rồi, chọn chấp nhận lời mời. Rồi, mọi người sẽ xác minh trong Discord nhé. Ok này, kéo sang xem đã xác minh chưa. Rồi, sau đó quay lại này. Mọi người sẽ lấy username của Discord nhé. Mọi người kéo màn hình sang phải và bấm vào góc dưới cùng bên phải đây. Rồi, thì username của Discord đây nhé. Rồi, quay trở về bot này. Nhập username này. Rồi, tiếp theo join YouTube và gửi profiling của YouTube. Chọn đăng ký. Quay trở về trang chủ của YouTube này. Bấm chọn vào avatar. Sau đó chọn mục kênh của bạn. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ chọn chia sẻ và copy cái đường dẫn này. Dán vào. Tiếp tục follow TikTok này và gửi profiling của TikTok này. Rồi, kích chọn follow này. Sau đó quay về trang chủ của TikTok. Hỏi tí xíu. Rồi, hỏi đi. Có chỗ đang tuyển dụng lương tháng từ 3 đến 15 triệu. Là lương 13 triệu. Mọi người
sẽ bấm vào dưới cái mục hồ sơ này cho mình nhỉ. Rồi thì username của đây nhé, mọi người copy cái username này. Rồi, sau đó quay trở lại này. Gửi cho nó profiling của TikTok. Xóa cái username của nó đi. Rồi, dán cái username TikTok vào. Đây thì nhớ A còng đằng trước. Rồi. Ok, sau đó gửi địa chỉ ví BEP 20. Rồi, chọn Finish. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.